Xin chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Rất nhiều biện pháp đã được chính phủ thông qua để cứu các doanh nghiệp qua cơn hoạn nạn và khốn đốn mà dịch bệnh mang lại. Và như vậy là nghị quyết số 02 được thông qua từ những ngày đầu năm, vốn là kim chỉ nam cho mọi hành động cải thiện kinh doanh, sẽ phải chậm lại đôi chút những mục tiêu đã được đề ra để dốc sức vì những mục tiêu phòng chống dịch bệnh trước mắt. Tuy nhiên cũng phải khẳng định, song song với việc chiến đấu với dịch bệnh, chính phủ vẫn luôn quan tâm đến những mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và một trong số đó là cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn này. Tiếp tục về đề tài cắt giảm điều kiện kinh doanh, chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này phần 3 sẽ phân tích mục tiêu từ nghị quyết số 02. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2020 sẽ có những thay đổi tích cực và quan trọng là thực chất. Chính phủ đã đặt ra những yêu cầu cụ thể để đảm bảo việc này. Cộng đồng kinh doanh đang chờ đợi để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đó chính là tinh thần của nghị quyết số 02 năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nó khẳng định năm 2020 sẽ là một năm thay đổi thực chất trong môi trường kinh doanh Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì những trầm lắng trong tiến trình cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của năm 2019, mà năm 2020 đã mở ra với thật nhiều mục tiêu từ chính phủ và các bộ ngành. Trước hết phải kể đến sự ra đời của nghị quyết số 02 năm 2020 của chính phủ ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020. Nghị quyết số 02 sẽ trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam trong năm nay. Trong đó đáng chú ý là các nội dung. Trong quý 1 năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa. Đây là yêu cầu mới trong nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 được chính phủ ban hành ngày đầu tiên của năm 2020. Cụ thể, trong quý 1 năm 2020, việc cập nhật và công bố các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy phép, chứng nhận, đủ điều kiện kinh doanh, công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa phải hoàn tất. Để làm được việc này, các bộ sẽ phải rà soát và gọi tên từng điều kiện kinh doanh, từng thủ tục hành chính đã thay đổi, trên cơ sở đó công khai trên cổng thông tin của các bộ ngành. Như vậy, sẽ có đầy đủ bức tranh về quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh ngay trong quý 1 năm 2020. Đợt 2018 ít nhất nó tạo ra một mức độ nào đó có tác động của một số ngành, mà ở ngành đó có cái sự cắt đúng nghĩa của nó và tạo ra được một cái niềm tin. Cái niềm tin rất quan trọng trong thị trường, tạo ra một niềm tin rằng là chính phủ chúng ta đang thực hiện cải cách mạnh mẽ, cải thiện môi trường kinh doanh. Và từ đấy thế là thúc đẩy cái đầu tư. Chứ còn nếu mà nói thực chất nó bao nhiêu thì có lẽ tại thời điểm này tôi nghĩ rằng chưa ai đánh giá được và cũng rất khó đánh giá. Vì đánh giá theo mức độ nào, đánh giá theo mục tiêu, mà đánh giá hoặc là đánh giá theo tác động đối với doanh nghiệp thì chúng ta phải có một cái đường cơ sở. Thực tế cho thấy trong 2 năm 2018-2019, các bộ ngành đã cắt giảm 3.654 trên tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, tỷ lệ điều kiện kinh doanh cắt giảm thực chất chỉ vào khoảng hơn 30%. Mặt khác thì chúng ta cũng có một cái dịp để chúng ta nhìn nhận lại xem là cái hiệu quả thực chất của con số có cần phải là con số là quan trọng không, hay là chúng ta đi vào chất lượng của từng cái nội dung cải cách cụ thể. Giai đoạn đầu tiên thì chúng ta đã có bước cải cách về cắt giảm số lượng, nhưng mà giai đoạn tiếp theo thì chúng ta cần nhấn mạnh hơn cái chất lượng của từng cái điều kiện kinh doanh mà hiện hành để chúng ta có những cái bước cải cách thực chất cho doanh nghiệp. Và một mặt khác nữa thì cũng một cái điểm quan trọng trong cái kiến nghị lần này là chúng ta tập trung vào mạnh vào cái việc là tổ chức thực hiện. Chúng ta đã có cải cách về điều kiện kinh doanh trên quy định, nhưng mà tổ chức thực thi là một nội dung mà chúng ta còn đang bỏ ngỏ. Vì thế những cái thay đổi lần này, những cái nghiên cứu lần này và phát hiện lần này sẽ bổ sung thêm vào cái việc là chúng ta cải cách mạnh mẽ ở cái phần về thực thi. Tuy nhiên thì năm 2018 thì các bộ cũng khá rầm rộ trong việc là thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc cắt giảm đơn giản hóa.
và chúng ta nhìn thấy có hàng loạt những cái nghị định mới ban hành. Nhưng cho đến nay mà nói thực chất nó thế nào thì không ai trả lời được. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 như hiện nay thì việc quan trọng và cần làm trước mắt là chống dịch và ổn định được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ đã có nhiều giải pháp đưa ra hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua, trong đó có những quy định sát sườn và thực chất như cơ quan thuế các cấp tập trung vào thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và không thanh kiểm tra các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Tổng cục Hải quan cũng đang điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra của toàn ngành. Nhằm chống lợi dụng quy định thông thoáng này để trốn thuế, ngành hải quan và thuế sẽ tăng cường rà soát việc thực hiện pháp luật thuế của các doanh nghiệp, chủ yếu bằng phương pháp quản lý rủi ro. Những hành động hỗ trợ doanh nghiệp như thế này cũng đúng với tinh thần của Nghị quyết số 02 đã đề ra từ trước đó. Nghị quyết 02 nhấn mạnh nhiệm vụ, với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, việc thực hiện nghiêm công bố công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, nghiên cứu đề xuất sửa đổi các luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt. Hay là hiện nay nếu nhìn trong 3 ngày hiện nay kinh doanh thực phẩm, hiện nay trong 3 ngày đang kinh doanh thuộc phụ lục của Bộ Ngành Đầu tư thì hiện nay chia ra làm 3 của Bộ Y tế, của Bộ Công Thương, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chẳng như là kinh doanh thực phẩm của lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế là 194, của Bộ Công Thương là 52, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là 172. Nhưng buồn cười nếu anh chị thấy hiện nay phương án thì thảo hiện nay là Bộ Y tế thì người ta xin bỏ, tức là cái lĩnh vực kinh doanh thực thuộc về Bộ Y tế bỏ, người ta có cái chức quản lý khác. Nhưng Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì lại không. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy là không có sự không đồng nhất ở đây. Một trong những điểm nghẽn gây mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp bởi thủ tục rườm rà và chồng chéo đó là kiểm tra chuyên ngành, thì Nghị quyết số 02 cũng đặt mục tiêu rõ ràng. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ đến hết năm 2020 thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Trong quý 1 năm 2020, công bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ Quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng, kèm theo bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm. Trong quý 2 năm 2020, hoàn thành sắp xếp bộ máy tổ chức ở các bộ liên quan theo hướng đối với mỗi mặt hàng chỉ có một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Tôi thực hiện cái việc là rà soát điều kiện quản lý kinh doanh hay là chúng tôi như này cũng có chúng ta thiết và mong muốn rằng là làm cho chúng tôi rất là rõ ở cái khái niệm điều kiện đầu tư kinh doanh là gì và phải dùng cái phương pháp đại từ thì cái nào đó là điều kiện đầu tư kinh doanh và cái gì không phải là điều kiện đầu tư kinh doanh, cái gì nó là điều kiện mà một tổ chức điều kiện cần và điều kiện đủ để một tổ chức cá nhân bắt đầu làm việc, bắt đầu bước vào sản xuất kinh doanh, hay là một điều kiện một gì đó mà tổ chức cá nhân phải duy trì suốt điều kiện trong quá trình sản xuất kinh doanh, thì có như thế thì chúng tôi nghĩ đây là tìm hiểu và đây là học hiểu. Thế thì chúng tôi chỉ có mong muốn, rất là mong muốn là trả lời cho chúng tôi một cái câu hỏi rất là lớn như vậy. Chứ còn thì nhất là nếu như những cái điều kiện kinh tế xã hội và cái năng lực quản lý nhà nước chưa cho phép, mà nếu nhà nước mà xác lập cái quyền tự do kinh doanh với cái nội hàm rộng và với những cái quyền năng mà nó thiếu tính khả thi, thì như vậy cũng là vô hình dung cũng là một sự hạn chế đối với quyền tự do kinh doanh. Bởi vì như tôi nói đấy, anh cho người ta cái quyền nhưng không có cơ chế đảm bảo thực thi thì rõ ràng là làm khó cho doanh nghiệp. Với thứ hai ngược lại là nếu như mà những cái quyền đó có điều kiện thực hiện rồi nhưng mà pháp luật vẫn chưa quy định đấy, hoặc là quy định một cách gò bó, thì rõ ràng là doanh nghiệp người ta cũng phải tìm cách để người ta vượt qua cái đó, để người ta lách, người ta vận dụng một cách linh hoạt để mà đáp ứng cái yêu cầu từ phía bản thân doanh nghiệp và từ phía cuộc sống. Có thể thấy Nghị quyết 02 đã có những định hướng rõ ràng, tuy nhiên vấn đề còn lại là từ các bộ ngành và các cấp trong việc thực thi và hỗ trợ doanh nghiệp. Cần phải chuyên nghiệp hóa việc xây dựng văn bản pháp luật,
Hiện nay chúng tôi cho rằng là nhiều cái văn bản trong đấy có nhiều văn bản về điều kiện kinh doanh này vẫn do nhiều cục đang chịu trách nhiệm quản lý nhà nước thực thi. Vụ pháp chế có thể các bộ có thể rất chuyên nghiệp, tương đối khách quan, nhưng mà thường này ít được giao chủ trì thực hiện những cái văn bản pháp luật này. Và rõ ràng người ta đang thực hiện quản lý nhà nước thì bảo người ta cắt giảm, người ta giả soát lại coi quan rất khó. Phải tìm cách để thay đổi. Và có rất nhiều những công cụ để chúng ta làm, mà đặc biệt trong bối cảnh như bây giờ 4.0, 5.0 này, thực sự mà nói là quản lý là dựa trên thông tin, thu thập thông tin và phân tích tình hình. Anh thu thập thông tin rất dễ và anh có thể real time luôn, anh phát hiện được ở đâu và là cái gì, và can thiệp trên cái điều đó vì mục đích là công. Thì công tại thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Và như thế thì chuyển sang chính phủ điện tử, chuyển sang chính phủ số, nó cũng cực kỳ nhanh, là vì cái mục tiêu của anh như thế. Còn bây giờ không thể chuyển sang được vì rất nhiều người sẽ phá cho nó hỏng đi. Vì những công cụ mới này xuất hiện thì nó làm cho công cụ, nó thay thế công cụ cũ, và công cụ cũ mất đi thì quyền lực của mình mất đi, lợi ích của mình mất đi, thì bao nhiêu thứ của mình mất đi, người ta không muốn làm điều đấy. Là gần đây chính phủ đã liên tiếp có những cái sáng kiến, những cái đột phá để mà thực hiện cải cách quy trình đầu tư theo tinh thần nghị quyết 35 của 2002. Thay vì năm ngoái chúng ta thành lập các tổ công tác do một phó thủ tướng, năm nay chúng ta thành lập hẳn một tổ về thể chế cũng do một phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu, và sẽ thực hiện cái việc mà nhận diện, xử lý sớm, nhanh, trực tiếp, hiệu quả những cái vấn đề về thể chế. Đây là một đột phá mới, chúng tôi cho rằng là sẽ là một cái mô hình tích cực cần được duy trì, và nếu làm tốt nó sẽ giúp chúng ta là xử lý nhanh, thậm chí tại chỗ, thậm chí tức thời những cái vấn đề về thể chế trong cái phân cấp thẩm quyền mà chính phủ được phép, cũng như là cái tổ công tác đặc biệt này được phép. Doanh nghiệp cần những hỗ trợ thực chất và căn bản, đó là những cắt giảm, những đơn giản hóa có ý nghĩa thực sự với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hơn là những cải cách chỉ mang tính hình thức trên giấy tờ. Phải giữ được mối liên hệ gắn kết giữa chính phủ và doanh nghiệp, trong đó phải duy trì được những cuộc đối thoại cũng như những chương trình làm việc trực tiếp. Sau đó tìm ra vấn đề, tìm ra những vướng mắc và tìm ra mối quan tâm, rồi sau đó cố gắng xây dựng những chính sách hoặc cách giải quyết dựa trên những mối quan tâm đó. Đó mới là hoàn thiện được cải cách. Đó là nhận định của ông Raymond Mullen, cố vấn kinh tế chương trình Oxford Reform tại Việt Nam, trong cuộc trò chuyện với phóng viên kênh truyền hình VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ông Linh, thanks for joining us today. Thưa ông, một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây chính là việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều rào cản và khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân khi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, như các thủ tục hành chính thì rườm rà và phức tạp, hay là việc thiếu các sân chơi công bằng và lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Vậy ông có đánh giá như thế nào về sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong những năm gần đây? Đúng như bạn nói, trong một vài năm trở lại đây, thực sự đã có những sự khác biệt, đặc biệt là kể từ năm 2016, khi mà chúng ta chứng kiến sự tăng trưởng đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân lên đến 50-60% mỗi năm, trong khi chúng ta thấy khối nhà nước thì tăng 2,5% và khối đầu tư nước ngoài là khoảng 7%. Và đây là kết quả thực sự khác biệt trong vòng hai thập kỷ qua, khi mà khối đầu tư nước ngoài luôn đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tất nhiên là không phủ nhận những việc mà khối đầu tư nước ngoài làm được, như mang đến công nghệ mới, đào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực, vân vân. Tuy nhiên, điều này thì dù sao vẫn hơi có gì đó mạo hiểm và không bền vững. Do đó, khi nhìn thấy sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thì tôi cho rằng đó là một tín hiệu rất tốt. Nhưng cũng đúng như bạn nói, vẫn còn rất nhiều khó khăn và rào cản trước mắt, trong đó bao gồm cả những việc như khu vực kinh tế tư nhân phải đấu tranh với các doanh nghiệp nhà nước và đấu tranh cả với những nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thì theo tôi nghĩ, những rào cản này đang bị phá bỏ dần. Điều quan trọng nhất là làm thế nào chúng ta có được những quy định hay những tư vấn chính sách tốt dành cho khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Tôi cho rằng việc cần phải có cơ chế chính sách phù hợp cho khu vực tư nhân có cơ hội hơn nữa là rất quan trọng. Điều mà chúng ta vẫn làm, đó là có sự tham vấn của chính phủ, họ sẽ đối thoại cùng nhau để tìm ra hướng đi và chương trình hành động cụ thể để phát triển khu vực tư nhân.
Tôi được biết là chính phủ hàng năm vẫn ban hành đều đặn các nghị quyết số 02 và nghị quyết 35 tập trung vào cải cách kinh tế. Và một điều mà tôi thấy rất tốt, đó là cả hai nghị quyết này đều có những định hướng và mục tiêu cải cách cụ thể. Và trong các nghị quyết này, khu vực kinh tế tư nhân cũng thấy rõ được nhiệm vụ của mình. Họ nên làm gì và nên hành động như thế nào để phát triển, cũng như đóng góp cho tăng trưởng của đất nước. Bên cạnh đó thì các tổ chức như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI hay Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đều có những đánh giá và phản hồi lại cho chính phủ biết về tiến trình này, về sự tham gia của khu vực tư nhân với các chính sách của chính phủ. Và đó là cách để tạo ra những áp lực tốt cho các chủ thể hành động. Tôi nghĩ là điều này rất quan trọng, bởi ví dụ như ở rất nhiều nước khác hay thậm chí là ở Australia, khi chúng tôi thực hiện cải cách thì cũng có rất nhiều rào cản xảy ra. Khi bạn tiến hai bước thì kiểu gì cũng sẽ có một bước bị lùi lại và bị cản trở. Do đó, điều quan trọng là phải giữ được mối quan hệ lắng nghe giữa chính phủ với các bên liên quan. Chính phủ và các doanh nghiệp luôn cần được tham vấn lẫn nhau để mang đến những chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi cho rằng đó là quá trình quan trọng trong cải cách. Và như người ta vẫn nói, giám sát chính là việc làm quan trọng trong cải cách. Thưa ông, trong những năm trước thì chính phủ Việt Nam đã ban hành hai nghị quyết là nghị quyết số 02 và nghị quyết số 139 về cải thiện môi trường kinh doanh và chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo tôi nhận thấy, trong năm qua, tiến trình cải cách này của Việt Nam đang bị chậm lại và chậm hơn so với kỳ vọng. Vậy ông có đánh giá như thế nào về tiến trình cải cách này ở Việt Nam trong 1-2 năm trở lại đây? Thực ra thì tôi thấy rằng bạn hay chính chúng tôi cũng luôn đều mong chờ những kết quả cải cách đầy tham vọng. Nhưng cần phải hiểu là đó là một tiến trình rất khó và cần phải xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng. Chúng ta đều cố gắng thả để tất cả các con diều đều bay cao và xa. Nhưng có phải con diều nào cũng bay cao được như chúng ta mong muốn đâu. Do đó tôi nghĩ là chúng ta có thể gặt hái được những thành công. Nhưng đó thực sự không phải là điều dễ thực hiện, cho dù đó là nước đang phát triển như Việt Nam hay nước phát triển như Australia. Bạn biết không, như Australia đã có những cuộc tranh cãi trong hơn 10 năm qua về những gì đã đạt được trong cải cách. Và để có được câu trả lời thì không phải đơn giản. Nhưng với những kinh nghiệm từ Australia thì tôi thấy rằng điều quan trọng là phải giữ được mối liên hệ gắn kết giữa chính phủ và doanh nghiệp, trong đó phải duy trì được những cuộc đối thoại cũng như những chương trình làm việc trực tiếp. Sau đó thì tìm ra vấn đề, tìm ra những vướng mắc, tìm ra những mối quan tâm, rồi sau đó cố gắng xây dựng những chính sách hoặc cách giải quyết dựa trên chính những mối quan tâm đó. Bên cạnh đó, cũng cần nghĩ về những tác động của chính sách lên thực tiễn, lên xã hội hay lên những nhóm đối tượng cụ thể, trong đó có doanh nghiệp, có người lao động. Rồi sau đó hoạch định được một vài lựa chọn chính sách để xem tác động của nó như thế nào, những lợi ích thu được là gì, những tác động xấu có thể xảy ra là gì, vân vân. Không chỉ đối với chính phủ mà còn đối với doanh nghiệp nữa. Đó là cách bạn xây dựng những quy định mang tính thấu hiểu, và đó cũng là cách bạn có thể có được những kết quả tốt trong tiến trình cải cách. Bởi vì một trong những nguyên tắc cơ bản là bạn sẽ là người thua cuộc, và mọi tiến trình cải cách sẽ không đạt được nếu như bạn cố gắng áp đặt những quy định một cách cứng nhắc và xa rời thực tế. Bởi vậy, mỗi tiến trình cải cách muốn thực hiện thành công thì sự ủng hộ của những thành phần tham gia là điều cực kỳ quan trọng. Một lần nữa, rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Nội dung trên đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại. We'll be right back.